quá. Của chị mình. Nó có màu hồng nha. Các bạn thấy đẹp ha. Giờ mình sẽ mở cho mấy bạn chơi nha. Cho mấy bạn ra. Để mình lấy ra nha. Lấy ra. Ý gì? Nó hơi bị dính. Xì lam. Nó hơi bị dính xì lam mây nha. À, giờ mình sẽ bóc cây cho chị nha. Như nó chưa quen đâu cho nên như này chơi như đây thôi. Cho nên mình như nó quen rồi nó lấy thêm một đống. Xì lam mây này nhìn nó rất là vui luôn. Nó kéo dài nó được nguyên nó đấy. Đâu được có thấy mây đâu ta. Chưa đây nè, 1, 2, 3. Mây này các bạn. Đây nè. Quá, cái gì mà đẹp quá vậy ta. Nó có màu hồng đó. Chứ nó chỉ làm được một lần thôi phải không Sĩ? Quá, được hai lần luôn hả? Cái này là được làm nhiều lần lắm nè. Không biết là cái này làm dài được 1 mét không ta? Được chứ. Cái này làm dài được 2 mét luôn á. Nó tự chảy xuống nhanh quá, vui quá. Nó như dính tay. Cẩn thận nha. Vậy cái này là bạn nào mà chưa quen á là lấy ít ít thôi. Còn bạn nào á mà không có, bạn nào mà quen rồi thì lấy cục nhiều chơi cho nó đã. Còn bạn nào mà chưa quen thì lấy ít ít thôi, chứ lấy nhiều quá là nó sẽ bị dính tay á, rồi giục, rồi giữa tay thì nó cũng giục xì lam nó bỏ luôn. Yeah. Rất là đẹp luôn. Chị mình cũng có gắt kim tuyến màu hồng vô luôn nhưng mà nó trông đi. Các bạn gái mình. Trời ơi mây nè. Mây nè. Mây không. Cái bắp nữa nè. Wow. Cái bắp khổng lồ. Trải liên liệu luôn quá. Bạn Mika tốt bắp khổng lồ luôn. Ủa của mình mà. Bạn cái nè. Cái của mình mà. Cái nè. Cho bắp che được Mika luôn à. Đố ai làm được mây dài hơn cái bắp này. Ok. Ok nè. Để mình thách đố, coi bạn Si với bạn Mina có làm dài hơn cái dài. Wow, bạn Mina đã dài hơn rồi. Từ để chút xíu. 1 2 3. Bây giờ tới bạn Si nha. Có nhiêu đó. Bạn Si làm xì lam mây dài hơn cái chai được không? Cao từ bàn tới chỗ Mina đứng luôn được không? Wow. Trời ơi, nó chảy xuống đẹp quá à. Nó chảy rất là nhanh luôn cho nên bạn nào mà chưa quen á thì lấy ít thôi, thì bạn mà quen rồi thì lấy nhiều nha. Rồi xong. Dài hơn trái bắp chưa ta? Trái gấp phải từ dưới bàn á, đi lên. Ồ, bóng bóng của ai ra đây vậy ta? Bóng bóng hình gì vậy ta? Đốm Mika bong bóng hình gì? Bye bye. Wow, dài hơn trái bắp rồi nha mọi người. Lấy càng nhiều thì càng đẹp. Cao bằng Mina luôn được không? Rồi. Ngay từ bàn lên tới đầu Mina. Dài không bạn Mina không con?
Mina cho mình con gà bé Mina. Rồi làm cao bằng Mina từ bàn tới cái đầu Mina thử coi. Từ bàn thôi, từ chân bà, từ bàn đó. Chị Mina đứng lên. Thử thách luôn, rồi mình sẽ gom hết mấy cái này mình chơi luôn. Các bạn nhớ trang trí cho. Cái gì chứ, làm chưa mấy video xong mà. Wow, mọi người ơi, nó rất là đẹp luôn. Khi mà lấy ra mình có thể kéo dài được luôn á. Cho nên mình thấy nó rất là đẹp. Chị mình nói là lần đầu tiên á, chị mình mới chơi luôn, cho nên tụi mình mới quay đó, lần đầu tiên mình mới chơi luôn. Bạn nào mà có chơi á thì nhớ bình luận đồ gì cho mình nha, đăng ký cho mình luôn nha mọi người. Bên ta làm gì đó, phá gì đó. Thôi uống dặn nút chứ không có đập. Ôi ôi, bây giờ mình mới phát hiện ra là bữa nay cái xì lam may giống như cái áo của Mikina luôn, y chang màu luôn. Đúng, 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 đúng. Đừng có lấy. Không có cho, chị sẽ không có cho. Đây nha, giờ mình sẽ kéo nha. Đúng. Cho lớn luôn. Rồi Mina đứng lên thử coi chị Si làm từ cái đầu mình tới cái bàn coi được không? Đúng rồi, nãy mình đã phá kỷ lục là chai bắp thổng lồ rồi, bây giờ mình phá kỷ lục chị Mina thử coi. Wow, đã cao hơn Mina rồi. Wow.